Em đi đâu đây vậy? Anh hỏi em đi đâu á hả? Em đi để biết bộ mặt thật của anh nè. Em nghe anh nói rồi. Còn nói gì nữa anh? Mọi chuyện thật sự không như em nghĩ đâu mà. Anh nói cái gì? Mọi chuyện không như em nghĩ hả? Nghe mà mắc cười vậy. Em... Còn em gì nữa hả? Mọi chuyện không như em nghĩ. Một câu nói thật buồn cười. Anh nói em ghen, bạn ghen bạ bất gặp tận tay mà anh còn chối. Họ về con Ngân là con nào mà lại hẹn hò đi uống cà phê. Tin nhắn anh đã xóa nhưng qua mặt em thì đâu dễ. Không có chuyện gì là không thể. Cuộc đời là thế đúng không anh? Trai nào cũng mê gái đẹp, em nói như vậy khỏi lanh quanh. Nấu cơm thì cần có gạo, muốn nói xạo phải cần kỹ năng. Còn anh thì khác, anh nói xạo được cấp cả bằng. Khoan, em nhớ không lầm, anh từng nói là anh từng hứa mãi mãi chỉ yêu duy nhất mình em thôi, em là giải nhất của cuộc đời anh. Nhưng nào ngờ còn giải đặc biệt. Anh nói em ghen quá hóa khờ, lý do này nó cũng ngộ thiệt. Bây giờ thì còn gì để nói khi mà anh hết đường chối cãi, khi mà mọi việc ở trước mắt em nắm rõ trong lòng bàn tay, muốn người khác cũng biết thì trừ khi mình đừng làm. Cây kim anh giấu trong bọc lâu ngày cũng lội vậy mà còn nói là không dám ghen. Nhưng em đâu có ghen vô cớ, tất cả thì đều có lý do nên anh không có việc gì phải sợ. Mọi việc trước mắt bây giờ cũng đã quá rõ ràng. Sao em không chịu một lần bình tĩnh, cứ muốn tình mình phải dở dang? Thôi, em không muốn nghe lời anh nói. Đã nói bao lần em có chịu nghe, em đã hiểu lầm anh rồi. Dừng lại đi, anh với em như vậy là quá đủ. Ghen quá hóa khờ, suy nghĩ cho lắm rồi hóa ngu. Trời ơi là trời, anh đâu cần bày ra nhiều cớ, hay phải giả vờ làm người tử tế. Và chưa bao giờ anh đối xử tệ, mọi chuyện không như em nghĩ. Chỉ là bạn bè đi uống cà phê, sao chưa gì em đã vội vàng cứ xử thái độ thấy mặt ghê. Sao em không tìm hiểu rõ nguyên nhân con Ngân, thật ra chỉ là bạn bạn học cũ lâu ngày gặp mặt. Sao em cứ giỏi tật nói ngang, ghen anh có to bằng trời cũng không bao giờ làm chuyện có lỗi. Nam tử hán đại trượng phu, tính anh ra sao em cũng biết rồi. Tin nhắn anh đã xóa vì anh chỉ sợ em thấy lại ghen. Dẫu em là anh không đúng nhưng em thử nghĩ lại đi hen. Bạn bè không cho giao tiếp nè, yêu nhau mà không tin tưởng nè, lòng tin thì em không có nè, vậy anh nên xấu hay nói ra? Quen nhau bao lâu đã bao nhiêu lần em như thế? Ghen 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 ghen, chuyện gì với em cũng có thể. Không phải là biện hộ cho mình cái gì thì cũng có lý do. Sao không một lần em bình tĩnh lại giải quyết mọi chuyện, nhưng nào có. Ghen, nhưng em nào có ghen vô cớ. Tất cả thì đều có lý do nên anh không có việc gì phải sợ. Mọi việc trước mắt bây giờ cũng đã quá rõ ràng. Sao em không chịu một lần bình tĩnh, cứ muốn tình mình phải dở dang? Thôi, em không muốn nghe lời anh nói. Đã nói bao lần em có chịu nghe, em đã hiểu lầm anh rồi. Dừng lại đi, anh với em như vậy là quá đủ. Ghen quá hóa khờ, suy nghĩ cho lắm rồi hóa ngu. Chịu một lần bình tĩnh, cứ muốn tình mình phải dở dang. Thôi, em cũng